Gương 100 luôn đi chị ơi. Em nâng quá thấy chị hết thấy đường. Tháng sau là lâu quá à. Thì mình xem cái mặt em dễ làm chứ sẹo sao mà làm được. Nó phải theo mình cả đời vậy đó. Nói mà lăn kim để trị sẹo rổ thì cái lúc mà mình mới vừa lăn xong giống như cô nói nãy đó, là da đẹp vậy đó. Ok ok. Yeah.